8.600 tỷ lừa đảo của cả nghìn nhà đầu tư. Mức án phải đối mặt lên đến chung thân. Vụ án kinh tế lớn nhất nhì trong nhiều năm qua. Chiêu lùa gà tưởng như đơn giản nhưng tinh vi đến không tưởng. Vụ án ông Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1961, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền lên đến 8.600 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư đã trở thành một trong vụ án kinh tế lớn nhất nhì nước ta thời gian qua. Bên cạnh đó, vụ án này cũng đã phần nào khiến cho thị trường trong nước có sự ảnh hưởng nhất định. Theo cáo buộc, tháng 6 năm 2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Vào tháng 1 năm 2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, ba công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ, gồm công ty Ngôi Sao Việt, công ty Soleil và công ty Cung Điện Mùa Đông. Sau đó, các công ty con này mở 9 đợt trao bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, bị cáo Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng là người có trách nhiệm vai trò chính, nhưng phía điều tra ghi nhận người này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia hoạt động từ thiện, nhận nhiều bằng khen của các cơ quan trung ương và đặc biệt là bị cáo Dũng tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, trước khi vướng vào lao lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông chủ Tân Hoàng Minh cũng đã vướng vào hàng loạt lùm xùm ở những dự án bất động sản đắc địa. Có thể kể đến ngày đầu tiên chính là cuối năm 2021. Thị trường bất động sản một phen chấn động với mức giá hơn 24.500 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên tập đoàn Tân Hoàng Minh chấp nhận bỏ ra để sở hữu lô đất vàng tại Thủ Thiêm. Sau đó không lâu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất trúng thầu giá 24.500 tỷ ở Thủ Thiêm, sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất ấy. Không lâu sau đó, Chủ tịch Tân Hoàng Minh có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm, sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá khu đất này. Trong tâm thư, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng nêu lý do, nhận thấy kết quả đấu giá sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh tế nói chung, bất động sản nói riêng, nên xin bỏ cọc 588,4 tỷ đồng. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận, đặc biệt tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước nhận định vụ việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu đoạn thị trường. Tuy nhiên, hành động bỏ cọc đấu giá đối với khu đất ở Thủ Thiêm không phải là lần đầu Tân Hoàng Minh thực hiện. Trước đó, vào tháng 6 năm 2011, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với mức giá cao nhất là 1.430 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm, rồi sau đó đề nghị hủy kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá. Đến tháng 6 năm 2016, Tân Hoàng Minh lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên. Do quá thời gian quy định, ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm hơn 260 tỷ đồng tiền phạt. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, quý 3 năm 2017 sẽ khởi công xây dựng khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên sau đó việc khởi công không được thực hiện. Đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank. Đầu năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ban ngành của thành phố Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm các văn bản pháp lý do Ủy ban Nhân dân thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các dự án bị Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu gồm De La Pont de O Hoàng Cầu, De Palais Louis Nguyễn Văn Huyền, The Leroy Soleil Quảng An, Tây Hồ, The San Raphael Hàng Bài, Tân Hoàng Minh Đại Cô Việt, The Jardin Royal.
Trao đổi với báo Người Lao Động ngày 12 tháng 1 năm 2022, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết liên quan đến việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03 Bộ Công an đang đề nghị cung cấp tài liệu của 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đơn vị đã có văn bản cung cấp trả lời về vấn đề này. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho hay, theo đề nghị của cơ quan công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản trả lời, cung cấp các thông tin liên quan tới 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà cơ quan công an yêu cầu. Văn bản của Sở đã phát đi từ cuối tháng 12 năm 2021. Trong khi đó, trả lời báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã giao các sở, ngành ra soát để báo cáo, cung cấp thông tin liên quan theo đề nghị của cơ quan Bộ Công an về các dự án của Tân Hoàng Minh. Sau khi có báo cáo cụ thể, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin sau. Theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ban ngành của thành phố Hà Nội sẽ phối hợp cung cấp những hồ sơ tài liệu gồm các văn bản pháp lý do Ủy ban Nhân dân thành phố ký duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến các dự án. Đáng chú ý, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Đỗ Anh Dũng và 14 đồng phạm thực hiện, thì trong quá trình điều tra, nhiều cá nhân tổ chức đã nộp lại gần 8.645 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan điều tra để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành, hoàn trả cho bị hại. Theo cáo buộc, các bị cáo chạy dòng tiền để ba công ty con thuộc công ty Tân Hoàng Minh tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm công ty Ngôi Sao Việt, công ty Soleil và công ty Cung Điện Mùa Đông. Sau đó các công ty này mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, bị cáo Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, gồm lấy của người sau trả cho người trước hơn 5.165 tỷ đồng, trả nợ ngân hàng SHB hơn 1.818 tỷ đồng, trả tiền mua cổ phần, dự án hơn 4.568 tỷ đồng, chi tiêu cá nhân của Đỗ Anh Dũng hơn 801 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra đến nay, công an thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Trong quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tây Thăng Long, SHB Trung tâm Kinh doanh và Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân. Theo đó, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tây Thăng Long cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho 4 gói trái phiếu của 3 công ty nêu trên với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Riêng 2 gói trái phiếu 400 tỷ đồng, nhà băng này chỉ cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, không quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu. Đối với SHB, Trung tâm Kinh doanh cung cấp dịch vụ quản lý tài sản trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo với 2 gói trái phiếu 1.600 tỷ đồng. Tại Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân đã cung cấp dịch vụ quản lý tài sản trái phiếu cho công ty Cung Điện Mùa Đông 1.900 tỷ đồng. Theo quy định của Nghị định 153/2020 và các điều khoản của hợp đồng quản lý tài sản, thì các tài khoản trái phiếu không phải là tài khoản phong tỏa. Khi tổ chức phát hành muốn rút tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu, phải có văn bản đề nghị rút vốn để ngân hàng giám sát việc sử dụng tiền theo đúng mục đích phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, Nghị định 153/2020 và văn bản nội bộ của các ngân hàng không có quy định, hướng dẫn thủ tục, quy trình quản lý tài sản đảm bảo, quản lý tài khoản trái phiếu, kết quả điều tra không có tài liệu xác định các ngân hàng này có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận đối với các tổ chức phát hành để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Do vậy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự. Song cần kiến nghị bổ sung quy định để nâng cao vai trò, gắn trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong giám sát, quản lý tài khoản và quản lý tài sản đảm bảo chặt chẽ, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu. Theo cáo trạng, trong giai đoạn điều tra vụ án, công an đã thu hồi khoản tiền hơn 1.818 tỷ đồng tại SHB, công ty cổ phần Bính Minh Group hơn 1.050 tỷ đồng, Vietinbank chi nhánh Tây Thăng Long gần 12 tỷ đồng, ngân hàng Agribank hơn 157 tỷ đồng. Một cá nhân nộp lại hơn 4.017 tỷ đồng. Tại buổi họp báo Bộ Công an vào đầu tháng 10 năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế C03 Bộ Công an cho biết hơn 8.645 tỷ đồng đã thu hồi là vật chứng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó.